Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trong video hôm nay, em sẽ cập nhật cho anh em với chương trình bán hàng của tất cả các phiên bản Ford Ranger Đây là một mẫu xe bán tải và được yêu thích nhất tại Việt Nam Và chính sách tháng 12 này có những cái chính sách gì, anh em được khuyến mại những gì Thì mời anh em cùng xem chi tiết video Mời anh em cùng đến với phần đầu tiên, đó là những thông tin chung. Và này em sẽ giới thiệu cơ bản về mẫu xe Ford Ranger để anh em nắm được những cái phiên bản xe cũng như là những chính sách bán hàng của Ford. Ranger có tất cả là 6 phiên bản, cụ thể đó là những phiên bản sau. Phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Ranger Wildtrak check Phiên bản thứ hai đó là Ranger XLT bản hai cầu số tự động. Phiên bản thứ ba đó là Ranger XLS bản hai cầu số tự động phiên bản thứ tư đó là Ranger XLS bản một cầu số tự động Ranger XLS bản một cầu số sàn và một phiên bản thấp nhất cuối cùng đó là Ranger XL bản hai cầu số sàn như vậy thì anh em nhớ cho em là ngoài trách là cao cấp nhất XLT là bản thứ hai số tự động có một tùy chọn XLS thì có 3 tùy chọn và bản XL thì cũng có một tùy chọn tổng của các phiên bản Ranger là 6 phiên bản anh em nhớ cho em ạ và for không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua anh em cảm thấy giá bán trên view em làm thấy phù hợp thì liên hệ trực tiếp với em em sẽ hỗ trợ tốt nhất cho từng anh em và mời anh em cùng đến với phần thứ hai đó là chi tiết chương trình bán hàng từng phiên bản for Ranger tại thời điểm này và phiên bản đầu tiên và phiên bản cao cấp, cấp nhất em giới thiệu đến anh em đó là chiếc Ranger White Giá niêm yết của nhà máy là 965 triệu và tại thời điểm này anh em không bị kênh nữa. Giá bán cho anh em bây giờ vẫn là 965 triệu. Ngoài ra thì anh em lại được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, gián kính, trải sàn, cam hành trình và túi cứu hộ. Và với cái giá bán 965 triệu thì cái chi phí ra biển số, lăn bánh tại các địa phương. Anh em mua xe về anh em tự đi đăng ký. Em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 037 triệu. Anh em ở các tỉnh còn lại sẽ là 1 tỷ 026 triệu. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 772 triệu. Và gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 14,9 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 8 triệu. Lãi suất tháng đầu tiên là 6,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 265 triệu. Anh em ở các tỉnh còn lại là 254 triệu. Ngoài ra thì anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em. Bảo hiểm thân vỏ thì anh em được tặng rồi. Và về phía ngân hàng, anh em phải giữ trù cho em thêm một khoản để mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm khoản vay. Anh em lưu ý. Mời anh em cùng đến với phiên bản Ranger thứ hai đó là XLT bản hai cầu số tự động. Giá niêm yết của nhà máy là 830 triệu và giá bán cho anh em tại thời điểm này cũng vẫn là 830 triệu không thay đổi và anh em được tặng rất là nhiều phụ kiện thứ nhất đó là tặng anh em cái nắp thùng thứ hai là nót thùng thứ ba đó là một năm bảo hiểm thân vỏ thứ tư đó là dán kính thứ năm đó là chạy sàn thứ sáu đó là cam hành trình và thứ bảy đó là một chiếc túi cứu hộ với cái giá bán là 830 triệu thì em có tính chi phí ra biển số lan bánh tại các địa phương để anh em làm được anh em nào ở hà nội sẽ là 893 triệu anh em ở các tỉnh còn lại là 883 triệu chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước, anh em có thể nhìn trên màn hình. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em được vay ngân hàng tối đa là 664 triệu. Anh em lưu ý, đây là số tiền vay tối đa mà anh em có thể vay được. Ngoài ra thì còn tùy thuộc vào cái tình hình tài chính của từng anh em, có thể ngân hàng nó sẽ không cho anh em vay cái số tiền tối đa đâu. Anh em có thể chỉ vay được 60 70% thôi. Còn cụ thể tùy từng tình hình tài chính của từng anh em anh em nào muốn vay mua trả góp chiếc ranger thì liên hệ với em em sẽ tư vấn chi tiết cho từng anh em còn trong video em sẽ giới thiệu những cái định mức cũng như là gói vay cao nhất cũng như là số tiền anh em trả hàng tháng nó thấp nhất từ đó thì anh em có thể là cân đối được cái nguồn thu làm sao cho nó phù hợp vay vốn cho nó phù hợp với cái tình hình tài chính của cá nhân cũng như là gia đình của mình em xin nói lại đó là con lt hai cầu số tự động này anh em được vay tối đa là 664 triệu và số tiền anh em phải trả tháng đầu tiên ít nhất là 12,8 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,9 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 5,9 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 229 triệu và anh em ở các tỉnh còn lại thì cần chuẩn bị 219 triệu bảo hiểm thân vỏ anh em được tặng rồi anh em chỉ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em và dự trù cho em thêm một khoản để mua bảo hiểm nhân thọ hoặc khoản vay tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ ba đó là Ranger XLS bản hai cầu số tự động giá yết của nhà máy là 756 triệu và tại thời điểm này anh em không bị kênh nữa giá bán cho anh em bây giờ vẫn giữ nguyên giá yết là 756 triệu đồng thời anh em lại còn được tặng kèm những phụ kiện so thứ nhất đó là một chiếc nắp thấp thứ hai đó là lót thùng thứ ba đó là một chiếc túi ký hộ và với cái giá bán là 756 triệu thì chi phí ra biển số em có tính cho anh em như sau anh em nào ở Hà Nội sẽ là 813 triệu và anh em các tỉnh còn lại là 804 triệu chi phí trên đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn trên màn hình anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 604 triệu gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 11,7 triệu trong đó gốc chi đều là 6,3 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 5,4 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo anh em nào cần đi bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với em em sẽ gửi bảng kê cho anh em với gói vay tối đa như vậy thì chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em ở hà nội thì cần chuẩn bị 209 triệu và anh em ở các tỉnh còn lại là 200 triệu anh em sẽ phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại sông bên em và mua bảo hiểm nhân thọ ở phía ngân hàng Tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản Ranger XLS số tự động bản một cầu. Giá niêm yết của nhà máy là 688 triệu và tại thời điểm tháng 12 này anh em không còn bị kinh giá là giá bán nguyên cho anh em là 688 triệu. Ngoài ra thì anh em được tặng kèm những phụ kiện sau. Thứ nhất đó là một năm bảo hiểm thất vỏ, thứ hai đó là lót thùng, thứ ba đó là một chiếc túi cứu hộ. Và chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 741 triệu anh em ở các tỉnh còn lại là 732 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí theo quy định của nhà nước anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 550 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán cho em là khoảng 10,6 triệu trong đó gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 5,7 triệu lãi suất tháng đầu tiên là 4,9 triệu dư nợ sẽ nằm dần trong những tháng tiếp theo và số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 190 triệu và anh em các tỉnh còn lại là 182 triệu tiếp theo mời anh em cùng được với phiên bản Ranger XLS bản số sàn một cầu giá niêm yết của nhà máy là 665 triệu tại thời điểm tháng 12 này anh em được giảm 30 triệu tiền mặt và giá bán cuối cùng cho anh em là 635 triệu ngoài ra thì anh em được tặng 1 năm bảo hiểm thất vỏ và túi cứu hộ với cái giá bán là 635 triệu thì chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 686 triệu, anh em ở các tỉnh còn lại là 678 triệu. Chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn lại trên màn hình. Anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, anh em được vay ngân hàng tối đa là 508 triệu. Và gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 9,8 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 5,3 triệu trong 8 năm lãi suất năm đầu tiên là 4,5 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em nào ở hà nội thì cần chuẩn bị 178 triệu anh em ở các tỉnh còn lại là 170 triệu và ngoài ra anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói tại showroom bên em và mua bảo hiểm nhân thọ của phía ngân hàng mời anh em cùng đến với phiên bản cuối cùng đó là chiếc Ranger XL bản hai cầu số sàn giá nên biết là 659 triệu và tại điểm tháng 12 này giá bán vẫn giữ nguyên cho anh em là 659 triệu ngoài ra anh em được tặng kèm những phụ kiện sau thứ nhất đó là một chiếc nắp thùng thứ hai là lót thùng thứ ba đó là bảo hiểm thân vỏ thứ tư đó là một chiếc túi cứu hộ với cái giá bán như vậy thì chi phí ra biển số em tính cho anh em như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 709 triệu anh em ở các tỉnh còn lại là 702 triệu và chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí anh em có thể nhìn trên màn hình anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay ngân hàng tối đa là 527 triệu và gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán là 10,2 triệu trong đó gốc chia đều là 5,5 triệu trong 8 năm lãi suất tháng đầu tiên là 4,7 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em ít nhất như sau anh em ở Hà Nội là 182 triệu anh em ở các tỉnh còn lại là 174 triệu ngoài ra thì anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký xe chọn gói của số bên em và mua bảo hiểm nhân thọ của phía ngân hàng và tiếp theo mời anh em cùng đến với phần thứ ba đó là nguồn cuống hàng hóa của các phiên bản Ranger tại thời điểm đầu tháng 12 này. Hiện tại bên em có đầy đủ màu và phiên bản giao ngay cho anh em Còn Nếu không có giao ngay thì em có thể nhận giao trong tháng Chính vì vậy anh em nào đang xem video của em có nhu cầu Liên hệ ngay với em theo số điện thoại em để ở góc phía trên phía phải màn hình Em sẽ hỗ trợ trực tiếp và báo giá cũng như là kế hoạch sơ cổ tại thời điểm mà anh em xem video Trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chương trình bán hàng của các phiên bản 4Ranger tại thời điểm tháng 12 này Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo Xin chào anh em